Tại chế độ xin chào tất cả các bạn. Ngày nay mình sẽ bung chiếc máy khó thiếc này ra xem bên trong cấu tạo có những cái gì. Đây chính là tay khó thiếc này. Đây. Chiếc máy khó thiếc này mình mua lại của một người bạn đã khá lâu rồi. Các bạn nhìn đây, tem còn nguyên zin này. Đấy. Hôm nay mình sẽ tháo ra vệ sinh luôn. Ở mặt trước này nó có hai núm điều chỉnh nhiệt độ và gió này, và đây chính là công tắc nguồn. Sau đây mình sẽ tháo ra luôn cho các bạn xem. Thì ở đây nó có bốn con ốc một mặt như thế này, thì các bạn tháo hết ra giúp mình. Sau đây mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Sau khi mình tháo ra mình nhìn thấy có một cái mạch điều khiển như thế này. Mạch này mạch điều khiển nhiệt độ và gió đây. Và nó có một cái hộp đen đen rất chi là to. Các bạn nhìn thấy đấy. Đây là hộp đen khá là to, hộp này là chính là hộp hơi. Bên trong cái hộp đen này nó có một cái máy bơm, chính là máy nén khí. Nó sẽ nén khí và đi qua khí qua cái ống nhựa cao su đấy tới cái tay hàn này. Cái khí này là khí bình thường thôi, không có gì cả. Cái tay hàn này chính là bộ phận chính của máy khò hàn này, hay gọi là máy hàn thiếc, hàn hơi đấy. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đây, nó có cái tay hàn sử dụng nguồn điện 220V như thế này. Ở đây mình sẽ tháo cái tay hàn hơi này ra cho các bạn xem bên trong cấu tạo nó có những cái gì. Thì sau khi mình nhìn thấy ở bên trong này có một cái vỉ mạch điện tử. Vỉ mạch này là vỉ mạch điều khiển điều chỉnh tốc độ gió và điều chỉnh nhiệt độ cho cái tay hàn này, hay các bạn gọi là tay khò hơi. Ở đây nó có một cái ống cao su dẫn khí này. Hộp này là hộp chứa khí này, nó giống như kiểu cái bình khí nén ấy, bình khí nén bơm xe ấy. Đây các bạn thấy đây, bên trong cái hộp bình khí nén này nó có một cái motor nén khí, nó sẽ hút không khí bên ngoài vào nén ở trong cái bình này, giống như kiểu cái bình chứa hơi đấy. Sau khi bình chứa hơi này nó chứa được khí thì nó sẽ đẩy khí qua một cái ống cao su tới cái dây tay hàn này. Đây là cái điều chỉnh nhiệt, điều chỉnh gió, và đây chính là điều chỉnh nhiệt độ. Cái bình chứa khí này bên trong có cái máy nén bên trong này. Nó sẽ nén khí và nạp vào trong cái bình này. Bình hình vuông đấy, chính là bình nạp khí, nó sẽ nén khí ở trong đấy. Và khí thoát ra tới cái tay hàn là thông qua một cái ống cao su. Lần nữa mình sẽ tháo cái tay hàn này ra cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ tháo tay hàn ra cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ rút cái ra cho các bạn xem. Cái dây màu xanh này là dây tiếp đất này. Bây giờ mình sẽ rút ra. Đây các bạn nhìn thấy đây. Sau khi mình rút ra thì các bạn nhìn thấy có một cái đống dây may so quận như thế này, được xếp thành hình chéo chéo cuộn cuộn từ đây. Dây này nó sẽ sử dụng nguồn điện 220V. Cái dây may so này sẽ giống hệt máy sấy tóc này các bạn này. Đấy, nó sẽ giống hệt máy sấy tóc luôn. Còn bên trong cái ống này này, nó sẽ có một cái dạng ống gọi là ống thủy tinh. Thủy tinh chịu được nhiệt độ rất là cao, lên tới hàng nghìn độ C. Nó nạp bằng sợi thủy tinh chịu nhiệt độ cao, làm cách điện từ cái vỏ sắt này
tới cái dây sensor, tức là cái dây may so đấy, nó sẽ cách điện. Sau đây mình sẽ ấn vào cho các bạn xem, tác dụng của nó chỉ là cách điện thôi, cách điện với cái dây may so của đầu điện 220V đấy. Đây chỉ là dây may so này, nó giống hệt máy sấy tóc luôn. Sau đây mình sẽ nắp vào cho các bạn xem. Cái phần giữa nó chính là cái cục sứ thôi, cách điện thôi. Nó cuốn những cái sợi dây may so chồng lên nhau giống hệt máy sấy tóc. Ở đây có một cái ống dẫn hơi này, ống này nó rỗng này. Mình sẽ để ý rõ cho các bạn nhìn. Cái ống này nó rỗng nhá, và bên trong nó một cái nõi của cái ống này chính là cái dây điện để bắt nguồn điện tới cái phần sensor. Nhưng mà cái ống này thực chất bên ngoài nó lại rỗng. Nó rỗng tách luôn, nó dẫn khí đi qua đây. Dẫn khí đi qua cái tay cầm này và truyền ra cái đầu khò. Mình sẽ nắp vào cho các bạn xem. Khá là đơn giản. Cái đầu này là đầu khò thu nhỏ thôi. Thì sau khi cái bình nén khí này, nó nén khí nhiều, nó sẽ truyền qua cái ống cao su này và tới cái phần dây, tới cái tay hàn này, tay khò đấy. Tay khò này thì cái dây của nó rỗng thôi, rỗng bên trong, và nó sẽ nhét thêm một cái dây điện nữa đi tới cái đầu mây so. Đó. Và làm nóng thôi, cấu tạo khá đơn giản, cũng không có gì cả. Cái phần quan trọng nhất chính là phần tay khò nguồn điện 220V và cái bình nén khí này thôi. Ở đây chỉ là một cái vỉ mạch để điều chỉnh cái nhiệt độ ra mạnh hay yếu và nguồn gió ra, nó sẽ điều chỉnh tốc độ của cái máy nén khí thôi. Đây là điều chỉnh tốc độ gió ra nhiều hay ít ở cái này, còn cái này là điều chỉnh nhiệt độ nhiều hay ít ở cái núm này. Cái mạch đấy nó giống như kiểu cái mạch điều chỉnh nhiệt độ bình thường thôi, không có gì cả. Quan trọng là chính là cái tay hàn này, tay khò này. Đó, cái tay khò này sử dụng nguồn điện 220V, mấy cái điều chỉnh kia chỉ là điều chỉnh gọi là điều chỉnh tốc độ thôi. Cấu tạo khá đơn giản. Một cái bình nén khí to như thế này. Đó. Và một cái vỉ mạch điều khiển cộng với cái tay hàn, tay khò đấy. Quan trọng nhất là tay khò thôi, cũng không có gì cả. Rất chi là đơn giản đúng không các bạn? Nó hoàn toàn sử dụng nguồn điện 220V luôn từ cái tay khò này. Còn cái mạch kia nó sẽ có một cái điều chỉnh hạ điện xuống để nuôi con motor nén khí đấy. Rất chi là hay. Video khám phá của mình đến đây là kết thúc. Sau đây mình sẽ vặn chặt cái tay hàn này vào và mình lắp lại. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu các bạn thấy thích video này hãy nhấn like và share, đừng quên subscribe đăng ký kênh để đón xem những video cập nhật tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin cảm ơn các bạn đã xem.